À, mến chào nha, mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào một clip mới nhất vào buổi trưa hôm nay là ngày 6 tháng 7 nha cả nhà ha. Thì hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được một số sản phẩm đây trên màn hình của mình ha, để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Đây là tổng quan chỗ em nha cả nhà nha. Hàng ngày thì lên một ngày em lên khoảng là 1-2 clip để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình một số dòng sản phẩm bên em ha. Mình muốn xem được các video tiếp theo các bạn nhớ cho em xin một like nha. Mình có 3 giây để like giùm em nha. Phía bên tay trái màn hình của mình ha, có ngón tay đưa lên like giùm em một like nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giùm em luôn nha, để mình đón xem các sản phẩm tiếp theo ha. Hàng ngày thì lên 1-2 clip để giới thiệu cùng cả nhà mình. Và bên em thì rất là nhiều sản phẩm, đó là 1-2 ngày thì không thể nào lên hết được các sản phẩm cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ coi như là xem được video này nhớ cho em xin một like nha. Mình chỉ cần 1 giây thôi, chỉ nhấn vô nút like giùm em là được. Để hàng ngày mình đón xem các sản phẩm bên em lên nha. Hôm nay là có 12 con giáp nè và một số tượng đồng vẽ màu và mấy bộ lư đồng rất là đẹp để giới thiệu cùng cả nhà mình trong video hôm nay. Rồi sau đây sẽ là chi tiết để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Rồi mã số 1 đầu tiên trong ngày hôm nay là một trong những sản phẩm rất là hay nha cả nhà mình nha. Chọn bộ 12 con giáp chất liệu vận động nha. Đây cả nhà mình xem ha. Đây quay cận cảnh cho mình xem từng con luôn nha. Mỗi một con chọn bộ này, về trọng lượng của chọn bộ này á thì nó tầm khoảng là 12 kg rưỡi. Rồi chiều cao mỗi con là tầm khoảng là 15 cm nha. Bề ngang đế là tầm khoảng là 11 cm. Rồi mình cùng xem nha, những con này á đánh bóng rồi rất là đẹp nha cả nhà ha. Bỏ qua một bộ này thì rất là tiếc nha. Đây giống như em quay con ngựa cho mình xem ha. Những con này rất là to nha. Chọn bộ 12 con. Đó, 12 con giáp chất liệu vận động nha. Về mình để trên một cái kệ ha, mình trưng bày từng con là rất là hay luôn á. Đây, giống như đây là con rắn nè ha. Ủa đây là con rồng. Xin lỗi cả nhà ha. Đã được vệ sinh đánh bóng rất là đẹp rồi ha. Con mèo đây, con mèo như ý, mèo đế tiền như ý nha. Những con này rất là to, rất là đẹp. Như con rắn này, cả nhà mình xem ha. Một bộ này rất là hay. Chọn bộ 12 con, lâu lâu mới về được một bộ như thế này để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 1 đầu tiên trong ngày hôm nay. Và mã số 1 đầu tiên trong ngày hôm nay, bữa nay là có một cái giá rất là ưu đãi cho mình luôn nha. Một bộ này có giá giao lưu với mình là 5.900.000. 5.900.000 cho chọn bộ 12 con giùm em nha. Tính ra không có bao nhiêu một con ha. Một con nó tổng trọng lượng là chạy khoảng trên 1 kg. Rất là đẹp, 12 con giáp, chọn bộ 12 con giáp đánh bóng luôn rồi cho mình nha. 5.900.000 bao luôn phí ship toàn quốc cho mình luôn nha. Đó, đây cả nhà mình xem ha. Những con này rất là to, rất là đẹp á. Bạn nào mà không có sưu tầm bộ này thì rất là tiếc nha. Đây là mã số 1 trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Trong một clip ngày hôm nay nha. Đây là mã số 1. 12 con rất là gần gũi ha. Về mình để lên mà trưng bày là thôi hết sảy luôn. Rồi thứ mã số 2 là một bộ lư này á, dành cho những nhà nhỏ, những khu chung cư hoặc là những nhà mà có những bàn thờ nhỏ, thì đây được xem là một những bộ lư rất là thích hợp. Đó, bộ này thì đây được xem là một những bộ mà bên em bán chạy nhất luôn nha. Bộ lư đồng nhỏ này, cái này mình xem ha. Về trọng lượng nó tầm khoảng là 2 kg rưỡi thôi. Đó, 2 kg rưỡi cho một bộ như thế này ha. Và chiều cao tổng thể nó tầm khoảng là 28 cm, chân đèn là 24, đã được vệ sinh chùi sáng bóng rất là đẹp. Và bộ này có giá cực kỳ yêu thương cho mình luôn nha. Đó, cái này em xem ha, chỉ một triệu 700 ngàn thôi. 1.700.000 là có ngay một bộ lư rồi ha. Bộ này được xem là bộ mà bên em bán chạy nhất luôn á. Và giờ bên em rất là nhiều bạn thích sưu tầm những bộ nhỏ nhỏ như thế này ha. Những bàn thờ nhỏ mình có thể để thần tài thổ địa cũng được, để những nhà nhỏ, những khu chung cư thì rất là hợp nha. Bộ này là về bao nhiêu là đi hết bao nhiêu nha. Bộ này em là 1.700.000 ha. 1.700.000 cho cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Mã số 2 ha. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì cũng một bộ lư nữa. Bộ lư này nó hơi lớn hơn chút. Đây, bộ lư này nó hơi lớn hơn chút cho cả nhà mình ha. Mình sưu tầm nha. Bộ này thì nó to hơn chút. Đó, những bộ này rất là gần gũi với nhà mình ha. Bạn nào mà chưa có bộ lư thì mình có thể sưu tầm một bộ nhỏ nhỏ như này về. Cũng như rẻ thôi, vừa túi tiền luôn á. Bộ này tổng trọng lượng là tầm 4 kg giùm em nha. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 36 cm. Rồi chân đèn ha, chân đèn cao tầm khoảng là 28. Chất liệu bằng đồng chùi sáng bóng lại rất đẹp đây. Nhìn ở ngoài là cực đẹp hơn là trong hình nha. Nhìn ở ngoài là mình không chê đâu được ha. Một bộ như thế này, và bộ này bên em chỉ có giá giao luôn mình 2.2 triệu thôi. 2.2 triệu ha. 2.2 triệu cho bộ này giùm em nha. Bộ này cũng một trong những bộ bán rất là chạy ha. Thì các bạn coi rồi có nhà mình chưa có lư, mình quan tâm tới bộ này có thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên trên màn hình giúp em nha. Đây là mã số 3 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ giới thiệu cùng mình nha. Mã số 3 ha. Rồi tiếp theo mã số 4 nha. Số 4 thì hôm nay bên em cũng còn được một tượng bác này, tượng bác Hồ nha.
tượng Bác Hồ mã số 4 trong video ngày hôm nay ha. Mã số 4 tượng Bác. Tượng Bác thì tổng trọng lượng là tầm khoảng là 3,3 kg. Chiều cao tổng thể là 24 cm ha. Bề ngang tổng thể là khoảng là 19. Chất liệu bằng đồng, tượng Bác Hồ nha. Đây cả nhà mình xem tác phẩm của Bác ha. Ở đây là có ghi tên là một Chủ tịch Hồ Chí Minh nha, 1890 và 1969. Tượng này thì hôm nay là có giá giao lưu với mình ha. Tượng này thì hữu duyên với cả nhà mình. 1,7 triệu thôi nha. 1,7 triệu cho tác phẩm này. Đó, cả nhà có nhu cầu sưu tầm đặt hàng cứ liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên trên màn hình giúp em nha. Đây là mã số 4 ha. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5, Bác Hồ tới Bác Giáp. Đây cả nhà mình xem ha, tượng Bác Giáp. Đây là mã số 5 trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha. Tượng Bác Giáp về trọng lượng là khoảng 4 kg ha. Và chiều cao tổng thể của tượng Bác là tầm khoảng là 24 cm nha. Bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 20-19, gần 20 nha, tượng Bác Giáp. Và tượng Bác Giáp cũng có giá giao lưu mình là 1,7 triệu. Bạn nào có hữu duyên với tượng thì có thể liên hệ lại giúp em nha. 1,7 triệu cho tượng Bác Giáp của ngày hôm nay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là mã số 5 ha. Mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 của ngày hôm nay là một những tác phẩm cực kỳ đẹp nha. Đây mã số 6, quan thần tài. Đây cả nhà mình đặc biệt là chỗ cái khuôn mặt của ngài ha, được vẽ lên rất là có hồn nha. Đây mình cùng xem ha, để gần cho mình xem khuôn mặt của ông nha. Chất liệu bằng đồng và được vẽ màu lên đây. Đó, xem khuôn mặt của ông quan thần tài này. Đó, rất là đẹp nha cả nhà ha. Đây là mã số 6, về trọng lượng là khoảng 5,5 kg nha, 5,5 kg giùm em ha. Và tượng này chiều cao tổng thể là 31 cm, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 24. Quan thần tài được vẽ màu. Đó, mẫu này thì khỏi chê. Đây mình cùng xem khuôn mặt của ngài đây. Đó, quan thần tài ha. Và tác phẩm này bên em có giá giao lưu với tác phẩm này có giá giao lưu với mình là 3,2 triệu ha. 3,2 triệu cho tác phẩm quan thần tài. Và mã số số 6 của dòng video hôm nay. Mã số 7. Mã số 7 là một chiếc thuyền bồm ha, thuận bồm xuôi gió. Thuận bồm xuôi gió xuôi chèo mát mái nha. Một trong những tác phẩm rất là hay nha. Chiếc thuyền bồm ha, mã số 7. Rồi chiều cao tổng thể là khoảng là 24. Bề ngang tổng thể là khoảng là 28, chất liệu bằng đồng. Đây mặt bên cho mình xem ha. Và một chiếc thuyền bồm này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình 1,7 triệu nha. Cho một chiếc thuyền bồm ha, thuận bồm xuôi gió. Một trong những tác phẩm rất là hay nha, thuận bồm xuôi gió mã số 7. Rồi mã số 8. Mã số 8 ngày hôm nay là một con linh vật đấy ha. Mã số 8 là linh vật bằng đồng, một con chó bằng đồng nha. Chất liệu bằng đồng này, chó có chữ vạn sự như ý. Đây mình cùng xem ha. Vạn sự như ý nha, chất liệu bằng đồng. Đây mặt bên đây. Có chuyện luôn nha, một chuyện đầy đủ ha. Một con này có giá giao luôn mình 1,900,000 nha. 1,900,000 em ha. Tổng trọng lượng là khoảng 3,2 kg, chiều cao tổng thể là 24. Bề ngang tổng thể là 20 cm. Đó, đây là mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một con khỉ. Một con khỉ vạn sự như ý ha. Chiều cao tổng thể của khỉ vạn sự như ý là cao khoảng 24 cm. Rồi bề ngang là khoảng 20, chất liệu bằng đồng. Và một con khỉ vạn sự như ý như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, khỉ vạn sự như ý là 1,900,000 ha. 1,900,000 cho mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 trong ngày hôm nay là một tác phẩm mẹ sầu bi ha. Mẹ bé chúa mẹ sầu bi, chất liệu bằng đồng. Đây mình cùng xem nha. Đây là một tác phẩm cũng rất là hay ha. Và tác phẩm này tổng trọng lượng tầm khoảng là 3,4 kg, chiều cao tổng thể là khoảng là 23, và bề ngang tổng thể là khoảng là 17. Và có giá giao lưu cả nhà mình 1,800,000. 1,800,000 cho mã số 10 trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình trong một clip ngày hôm nay ha. Đây là mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 thì giới thiệu mình một sản phẩm là cây tiền cốc. Cây tiền rất là to. Đó, trên lưng là có một cụ cốc này, mình cùng xem ha. Đó, cây tiền cốc nha. Tổng trọng lượng là khoảng 7,6-7 kg nha, chiều cao 30 cm. Bề ngang của cây tiền cốc này là rơi vào khoảng là 30 luôn ha. Chất liệu bằng đồng. Nguyên cây tiền trên là có những chú cốc này, cả nhà mình xem ha. Hai bên là gậy như ý nha. Rất là đẹp. Và một cái cây tiền cốc như thế này, bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 3,300,000. 3,300,000 ha. 3,300,000 cho mã số 11. Rồi 12 là một tượng Phật ha, tượng Phật Thích Ca.
chất liệu bằng đồng và được vẽ màu lên nha cả nhà nha. Đồng vẽ màu ha. Tượng này là tượng tượng đồng nha. Đây mình là em lật chi tiết cho mình xem ha. Và trên này là được vẽ màu lên để làm nổi bật lên cái tượng này. Em mình cùng xem ha, tượng đồng vẽ màu. Tượng này tổng trọng lượng là 5 kg giùm em nha. Và chiều cao tổng thể ha. Chiều cao tổng thể là 31 cm. Rồi bề ngang. Bề ngang tổng thể là tầm khoảng là khoảng là 20. Và tượng này có giá giao lưu cả nhà mình là 2.800.000 ha. Tượng đồng vẽ màu nha, tượng chất liệu đồng và được vẽ màu lên. Đây mình cùng xem ha. Rồi tiếp theo, mã số 12 cũng là một tượng Phật Thích Ca đồng vẽ màu nữa. Vẽ cái màu này đặc biệt hơn ha. Mình cùng xem. Đây. Rất là đẹp như thế này nha, chất liệu đồng ha. Đồng, rỗng, vẽ màu tượng Phật Thích Ca. Đồng vẽ màu. Và tổng trọng lượng của tác phẩm này 4.5 kg. 4.5 kg ha, mã số 13. Rồi chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 32 cm. Rồi bề ngang tổng thể là 20 ha. Và cũng 2.800.000 cho tượng này giùm em luôn nha, 2.8. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em ha. Đây là mã số 13. Rồi mã số 14. 14 là một bộ là Tam Thánh giùm em nha. Quan Âm Di Đà Thái Chí. Chất liệu bằng đồng vẽ màu luôn. Đây một bộ tượng này đồng vẽ màu giùm em luôn nha. Một bộ bao gồm 3 tượng ha. Chất liệu bằng đồng và được vẽ màu lên để làm nổi bật lên trên tượng nha. Những tượng này rất là có hồn, rất là có nét. Đồng vẽ màu. Đây là mã số 14 của trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Tượng đồng vẽ màu. Đây quay lại tượng cho mình xem nha. Những tượng mà đồng vẽ màu thì nó cực kỳ nét. Chất liệu bằng đồng và được vẽ màu lên cả nhà ha. Chọn bộ này là 15 kg giùm em nha. 15 kg ha. 15 kg cho một bộ như thế này. Rồi chiều cao tổng thể của tượng là 32 cm. Bề ngang mỗi tượng là tầm khoảng là 16 ha. Và chọn bộ này bên em có giá giao lưu mình là 9 triệu đồng nha. 9 triệu đồng ha. 9 triệu đồng cho mã số 14. 14 có trong video hôm nay. Một bộ bao gồm 3 tượng đồng vẽ màu rất là nét ngày hôm nay ha. Đây là mã số 14. Mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Số 14. Rồi tiếp theo mã số 15. 15. 15 là một tượng Phật, một tượng Dược Sư nha. 15 là tượng Dược Sư ha. Chất liệu bằng đồng. Đây cái này làm sao ha, tượng Dược Sư tổng trọng lượng là khoảng 7.2 kg. Và tượng này chiều cao tổng thể là khoảng là 32 cm. Bề ngang tổng thể là khoảng là 23 ha. Chất liệu bằng đồng. Và tượng này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Tượng này ha. Tượng này thì bên em có giá giao lưu với mình. Một tác phẩm như thế này là 2.800.000 ha. 2.800.000, 2.800.000 cho mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 là một cặp ngựa. Đây một cặp ngựa ha, một cặp ngựa giùm em nha. Một cặp ngựa. Đây là một cặp ngựa Long Phụng ha. Cặp ngựa Long Phụng, đây mình cùng xem nha. Ngựa Long Phụng về trọng lượng là khoảng là 2.8 kg ha. Rồi chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 22. Bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 24 ha. Cặp này có giá giao lưu mình là 1.800.000 giùm em nha. Một cặp ngựa Long Phụng của ngày hôm nay. Đây là mã số 16 ha. Và cuối cùng là mã số 17 là một tượng đèn cô gái ha. Đây một tượng đèn cô gái. Một cô gái trong một cái dáng người rất là thước tha nha. Quay kỹ cho mình xem ha. Anh zoom lại cho mình xem thấy rõ tượng này nha. Tượng này đẹp lắm luôn ha. Tượng này thì hết sảy luôn, không chê vào đâu được đâu ha. Hình ảnh một cô gái đang cầm một cái đèn lên nha. Một cô gái đang cầm đèn ha. Tượng này về trọng lượng là khoảng là 4.5 kg giùm em nha. 4.5 kg ha. Tượng này là 4.5 kg. Đây mình cùng xem nha. Tượng cô gái cầm đèn rất là sexy luôn á. Tượng này 4.5 kg, cầm lên cái một cái đèn luôn nha cả nhà mình nha. Dáng người rất là thước tha ha. Về cái tượng á, đem đo thử cho mình xem ha. Tượng là chiều cao tượng là tầm khoảng là 52 cm. Đo tới đèn luôn tầm khoảng là 70. Đó, tượng là tượng đồng nha. Và cô gái á, đèn ở trên bằng thủy tinh. Và có giá giao lưu cả nhà mình 3.5 kg cho tượng này ha. 3.5 kg cho tượng này nha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành và ủng hộ Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua. Thì xem được đừng tiếc cho em xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha. Coi tới đây mà chưa đăng ký kênh nhớ là chưa like nhớ like giùm em nha. Một like nằm phía tay trái màn hình mình ha. Rồi bên cạnh đó là chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký giùm em luôn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nhà mình vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.